Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Chiêm ngưỡng cận cảnh Kimco AK550 2017, mẫu xe Tayga phân khối lớn siêu ấn tượng. Tại triển lãm Intermod 2016 diễn ra hồi đầu tháng 10 vừa qua ở Đức, hãng xe lâu đời của Đài Loan đã đem ra sự bất ngờ với giới màu điệu khi chính thức cho ra mắt mẫu xe Tayga ở phân khối lớn Kimco AK550 2017 với vẻ ngoài hiện đại hầm hố cùng rất đó ấn tượng. Đây là những hình ảnh tuyệt đẹp đầy lôi cuốn đến từ mẫu xe siêu Tayga lớn này. Hãy chiêm ngưỡng cận cảnh Kimco AK550 2017, mẫu xe Tayga phân khối lớn siêu ấn tượng. Sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, đầy phong cách với những thiết kế góc cạnh sắc sảo hiện đại, mẫu xe siêu Tayga phân khối lớn của AK550 2017 đã gây ấn tượng mạnh với những ai đến tham dự triển lãm Intermod 2016 diễn ra hồi đầu tháng 10. Đây là mẫu Tayga phân khối lớn cao cấp của hãng xe đến từ xuất xứ Đài Loan và là lá cờ đầu tiên cho chiếc mẫu xe tiếp theo của hãng trong thời gian tới. Bên cạnh thiết kế góc cạnh, điểm ấn tượng của chiếc xe này đến từ bộ đèn pha LED với thiết kế hiện đại vô cùng sắc sảo, với những đường dập gân nổi bật, và đèn hậu LED cũng có thiết kế vô cùng tinh tế. Kimco AK550 được trang bị bộ khung nhôm đúc CF siêu nhẹ với kích thước tiêu chuẩn của dòng xe, bao gồm dài nhân rộng nhân cao 2165 x 795 x 1400 mm, chiều dài cơ sở 1580 mm, chiều cao yên xe 785 mm. Xe được trang bị bình xăng 15 lít, có tổng trọng lượng là 226 kg. Sức mạnh của AK550 2017 đến từ khối động cơ 2 xi lanh song song 4 thì DOC với dung tích 550,4 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, sinh ra công suất tối đa gần 53 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng phút, mô men xoắn cực đại 55,64 Nm tại vòng tua 5.500 vòng phút, cùng với đó là hệ thống truyền CTV có hai chế độ lái là Range và Full Power. Kimco AK550 được trang bị hệ thống treo cực chất với phục hành trình ngược upside down, có đường kính 41 mm. Hệ thống treo sau được đặt lệch về phía bên tay lái của xe. Hệ thống treo trước cũng cực chất không kém khi trang địa phanh đĩa trước 280 mm theo dầu Rebel Monolock, phanh đĩa đơn sau có đường kính 260 mm. Cả hai bánh đều được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS tiêu chuẩn. Hiện giá bán của xe vẫn chưa được hãng Đài Loan tiết lộ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.